Xin chào các bạn, hôm nay Đập Hộp cùng Be mẫu sản phẩm máy trộn và ủ bột 5 lít Be nhé. Đây là phiên bản quốc tế được phân phối độc quyền bởi Be Việt Nam. Trên vỏ hộp có đầy đủ thông tin liên hệ bảo hành và mỗi sản phẩm khi mua tại Be Việt Nam đều có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và bảo hành 18 tháng. Với chiếc máy trộn và ủ bột Be, bạn có thể làm được đủ các loại bánh như bánh mì, bánh bao, vỏ bánh gối, sủi cảo hay mì tươi. Âu chọn bột dung tích 5 lít trộn được khoảng 300 đến 1,2 cân bột khô, được làm bằng inox 304 cứng cáp không gỉ. Phần âu trộn này có thể tháo rời dễ vệ sinh. Phía trong âu trộn có trục gắn dao trộn. Dao trộn có thiết kế hình chữ S cứng cáp, giúp khối bột được nhào đa góc và đều hơn. Nắp âu trộn được thiết kế có phần nắp mở thêm nguyên liệu. Động cơ với công suất 200W xoay khá mạnh, chỉ mất trung bình 15 phút để nhào ra một khối bột hoàn hảo. Dưới thân máy có thiết kế thêm chân mút silicon chống ồn giữ thân máy chắc chắn hơn. Ngoài ra đi kèm máy có tặng thêm cốc và thìa đong bột. Trên thân máy trộn là màn hình LED hiển thị thời gian và bằng nút điều khiển tiếng Anh. Đây là điểm khác biệt của phiên bản quốc tế. Cách sử dụng máy cũng vô cùng đơn giản. Ấn this down để chọn chế độ trộn bột, chọn cộng hoặc trừ để gia giảm thời gian trộn bột mong muốn. Ấn ferment để bắt đầu chế độ ủ bột, chọn cộng hoặc trừ để gia giảm thời gian ủ bột thích hợp. Khi chọn vào chế độ nào, đèn xanh trên màn hình LED sẽ sáng, báo hiệu máy đang ở trong chế độ đó. Trong trường hợp bạn lỡ tay ấn nhầm vào các chế độ khác, có thể ấn nút long press to cancel, tức là giữ lâu vào nút đó để hủy nhé. Hãy liên hệ